vị quay trở lại với Hát Câu Chuyện Tình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua 3 câu chuyện tình lãng mạn, dễ thương và rất đẹp. Và câu chuyện tình của Cát Tường như thế nào đây? Kể mà khóc là tôi la đó nha. Không, tôi sẽ không khóc. Thưa quý vị, đây là câu chuyện của một chàng trai, gọi là một vận động viên thể hình bậc nhất Việt Nam. Hả? Anh đến với cái con đường là thể dục thể hình của anh đó, vận động viên thể hình của anh là anh đạt vô địch không à. Vậy rồi mà còn trời còn cho hát hay nữa. Ừ. Nhưng có điều ngộ lắm, tôi không biết anh có bạn gái không nha. Sau đó giờ không bao giờ nghe anh nói tới chuyện tình cảm. Hay là do anh cứ mải mê với sự nghiệp quá, anh quên đi tình yêu. Hay là anh có yêu mà anh giấu. Thôi mời ra luôn bây đi giờ chị. Mình mời anh ra. Đúng rồi, mình mời hỏi đi anh chị thôi. Ơi. Tên. Người ta có bầu cho anh một cái tên, tặng anh cái tên là Lực Sĩ Hát. Đó là anh chàng Phạm Văn Mát. Nhẹ thôi. Rồi. Chào Lực Sĩ Phạm Văn Mát. Chào Đường Linh. Chào tất cả các anh chị nghệ sĩ. Đặc biệt là chào quý khán giả thân thương. Thấy Lực Sĩ mô đơn chưa? Trời tóc mấy lai đàng hoàng hết trơn. Dễ sợ chưa? Để chùm râu là thấy mới vừa dứt huy chương vàng thế giới về mới nữa. Đây nữa đó mới nữa đây hả? Mới đây nè, mới vừa đây năm nay nữa đó. Mới vừa rồi tôi coi tôi la quá trời trên TV luôn. Mách vừa tham gia giải vô địch thể hình thế giới tại Mông Cổ. Mách có nhớ lại là Mách nhận được bao nhiêu cái huy chương chưa? Nếu mà tính cái giải vô địch thể hình châu Á thì Mách được 8 lần. 8 lần. 8 lần châu Á. Rồi giải vừa rồi là giải thế giới và giải vừa rồi là lần thứ 5 Mách vô địch thể hình thế giới. 5 lần vô địch thế giới, 8 lần vô địch châu Á. Mỗi năm thì nó có cái tổ chức giải thế giới hàng năm. À. Nhưng mà cái tuổi á thì không quan trọng, quan trọng là cơ bắp mình có giữ được để thi đấu, để săn chắc, để đẹp hơn không. À. Thì khi mà đến hàng 40 tuổi trở lên á thì nó có chia ra một cái giải, nó kêu là giải lão tướng, kêu là master đó. Nhưng mà Mách không thi lão tướng, thì Mách bây giờ là 41 tuổi rồi. Nhưng mà Mách thi ở giải vô địch thanh niên, thi chung các bạn trẻ hơn. Trời ơi, mà anh vẫn vô địch. Bạn ấy vẫn thi với thanh niên nhưng trẻ. Nhưng mà thi hoài, bữa nay hát câu chuyện tình, kể cái chuyện tình yêu coi. Mách nhớ là năm 98, năm 1998, rất lâu rồi. Thì lúc đó Mách có một câu chuyện rất là vui. Khi đó thì Mách chỉ chạy xe đạp thôi. Bạn gái đó thì cũng đồng hương luôn, ở Long Xuyên, An Giang. Trong nhiều tuần thì cũng xin tình cảm. Và sau 2 tháng thì quen được cô ấy. Và một kỷ niệm rất là vui mà khi Mách đến bây giờ còn nhớ, đó là khi mà đội tuyển bóng đá nam, đá của Việt Nam mình đá với đội Malaysia. Nói chung là Việt Nam lúc đó thắng. Thì cái cảm giác thì tinh thần dân tộc mà cũng chạy ra, ùa ra đường. Xong cái chạy trên đường Cách Mạng Tháng 8 từ Tân Bình chạy dài xuống Quận Nhất. Nhưng mà đi tới quận 10 rất là trong lòng rất là vui. Mà khi mà đi hàng loạt mọi người hò reo thì thật sự là Mách suy nghĩ một điều rất là buồn. Đó là Mách chạy trên chiếc xe đạp và mọi người chạy trên chiếc xe gắn máy và cùng ùa theo. Có nghĩa là mình chỉ đi xe đạp là đi phía sau thôi. Và đi rất là, nói chung là không ai giống mình hết. Cảm giác lúc đó Mách nó bị hụt hẫng. Tại sao mình là tại sao mọi người có xe máy, mình không có, đúng không? Không sao cả, cảm xúc lại ùa về bởi vì mối tình đầu bao giờ cũng đẹp cả. Mối tình đầu bao giờ cũng có nhiều trắc trở. Và một cái chàng Lực Sĩ thế này, có bao giờ chúng ta thấy anh ấy khóc không? Anh ấy rất mạnh mẽ, nhưng chỉ cần một giây nói về mối tình đầu thôi, anh ấy đã khóc. Khi đó thì Mách rất là tủi lòng. Thật sự thì vật chất thì nó không phải là tất cả. Nhưng mà khi mà mình cảm giác là bị lạc lõng dưới thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vấn đề không phải là vật chất, cô gái ấy vẫn đi trên chiếc xe đạp của Mách mà.
Nhưng mà ở trong mắt là tự cảm thấy đúng mình rồi. Mình mũi lòng thôi. Thì nhưng mà cái cảm giác đó mình bị lạc lõng giữa đám đông. Bao lâu mới vượt qua được cảm giác? Khi đó thì mắt đang chạy, mình mắt hửi khói thôi. Những cái xe của xe gắn máy và trong quá trình đạp đó tới quận 10 thì mắt cảm giác mũi lòng và nói với bạn gái rằng là anh vui thiệt nhưng mà anh cảm thấy là anh thấy hơi bị mệt. Em chở bạn gái về. Thì lúc đó thì bạn gái cũng không hiểu cái vấn đề gì. Tự nhiên đang đi vui vẻ, đang cổ động hào hứng, tự nhiên chở về, chở bạn gái về nhà. Lúc đó mới nằm suy nghĩ rất lâu. Mình phải làm một cái gì đó để bứt phá, cũng như là thay đổi được cái cuộc sống, cũng như là cái tự nhiên cái hôm nay cái cảm giác nó ùa về, nó khó chịu, khó tả nha. Ừ, anh chàng cơ bắp. Bắp là bên ngoài thôi, mạnh mẽ bên ngoài okay. thôi. Và đêm đó thì mắt không ngủ được đâu. Và mắt nó quyết tâm học tập, cũng như là tập luyện thể hình. Khi đó thì năm 98 thì mắt bắt đầu thi thể hình với cái giải đầu tiên. Và mắt may mắn là huy chương vàng ở giải đó. Đó là cái bước ngoặt đầu tiên mà mắt cảm thấy là mình đã thành công. Khi đó thì buổi sáng thì mắt bắt tay vào công việc. Và buổi trưa thì mắt tạo mối quan hệ với các bạn bè xung quanh đó. Và buổi chiều tiếp tục đi dạy thêm. Và buổi tối thì mắt dạy thêm nhảy. Cắm đầu vào công việc. Sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều tối. Trong vòng một năm thì mắt lúc đó là mắt được sắm được xe gắn máy. Ồ, có xe máy rồi. Vậy là vẫn kịp chở cô ấy đi. Thì lúc đó thì hai đứa vi vu vui lắm. Vui nhất nữa là khi mà Tết năm đó thì mắt chạy xe máy về tới nhà dưới quê là An Giang á. Ô trời, về khoe mà. Lúc đó mắt sắm cái xe gì, sắm cái xe được bao nhiêu? Sắm chiếc DH 11.500.000. Chung là mắt mà để dành lúc đó là 11 triệu. Mượn ông anh bạn 500.000 nữa. Đúng 11.500.000. Rồi lúc đó cái gần Tết nôn nao, trong lòng nôn nao lắm, muốn chạy về quê, mục đích là khoe mẹ thôi chứ không gì hết. Tại lúc mà xưa giờ đi lên đi xuống thì để bằng xe đò không à các bạn, cho nên á lúc đi á là lên xe đò nằm ngủ không à, khi mà về chạy xe hai bánh về đi lạc đường. Chạy mà mắt nhắm mắt mở đi, vừa lên phà không à, mình không chịu hỏi người ta, với lại mà thôi cả mình chạy theo cái quán tính á, quẹo tay trái. Rồi. Chạy vi vu 30 cây số. Ủa sao kỳ ta, mình nhớ là chạy 30 cây số nữa ta tới cái phà ăn quà, là mình qua phà là tới Long Xuyên mình rồi, sao mình chạy hoài không tới ta. Rồi đó, mà đường là các bạn biết rồi, đường dưới quê nó tối kinh khủng lắm, không có đèn đường luôn. Xong rồi cái lập một cái nhà đó, còn lúc đó là tối 10 giờ rồi, nhà ở quê là đóng cửa ngủ hết trơn rồi, còn cái nhà đó là có mở đèn. Mới chạy vô hỏi cô mình đường này mình chạy thẳng là về đâu cô? Chạy thẳng là về cầu Mỹ Thuận con. Nói hủa sao kỳ vậy, sao con chạy về Long Xuyên mà nói vậy, con phải chạy ngược lại em, chạy thêm 30 cây số nữa là 60 cây số. Và mối tình nữa đó kéo dài được bao lâu? 4 năm. Bốn năm sao chia tay? Thực sự thì cũng có nhiều vấn đề. Khi mà mắt được nhiều huy chương rồi thì cái công việc hàng ngày đi xa nhiều, chẳng hạn như phải đi các nước khác thi đấu, thì cũng chính vì điều đó thì chuyện tình cảm cũng có lục đục. Thật sự là hai người rất là buồn, rất là đau khổ kinh khủng. Bây giờ lắm người đó thế nào? Mắt bây giờ thì mắt rất là vui, là người đó có gia đình lâu rồi và cũng rất là hạnh phúc. Bây giờ là hiện tại đi, hiện tại thì mắt đang sống như thế nào? Hiện tại thật sự thì mắt bây giờ là đang thiên về kinh doanh thôi. Yêu dĩ nhiên là có yêu rồi, nhưng mà sau những cuộc tình thì có cuộc suy nghĩ khắt khe một chút. Thứ nhất là phải định hướng được cái sự nghiệp của mình. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng của mình thật sự phải hiểu mình, hiểu công việc, cũng như là phải chia sẻ những lúc mà khó khăn nhất, chia sẻ những lúc mệt mỏi nhất khi đi làm về chẳng hạn. Thôi bây giờ coi như mắt chuyên tâm về kinh doanh và tập luyện để đi thi đấu quốc tế thế giới, đúng không?
Bắt đầu trên con đường mà chinh phục đỉnh vinh quang với 5 lần vô địch thế giới và 8 lần vô địch châu Á đó, thì chắc chắn bạn đã vắt kiệt sức của mình vào những buổi luyện tập như vậy. Có thể đó là một sự hy sinh rất lớn. Bạn có thể kể cho tôi nghe một trong chặng đường mà vừa mới đạt huy chương vàng thế giới lần thứ 5 này nè. Khi mà thi á, thì trước đó ví dụ như 4-5 tháng là mắc 70kg. Và khi chuẩn bị thi cái giải thể hình thế giới này thì mắc đăng ký ở hàng cân 55kg. Mấy? 55kg. Không thì cái đặc thù của môn thể hình là khi mà tập để giảm mỡ để ra cơ bắp á, là nó đốt một lượng mỡ với lấy là lượng nước ra là nó tương đương khoảng cỡ 15kg á. Trời đất ơi. Và trong bao lâu thì bạn giảm 15kg? 2 tháng rưỡi. Tập một ngày thì sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng thôi. Nhưng mà ngược lại thì mình phải ăn uống với chế độ là giảm cân. Suốt 2 tháng mấy đó mất ăn gì? À, có nghĩa là vẫn ăn một ngày 6 buổi. Khi mình ăn thì mình đừng có chiên xào. Tuyệt đối là không ăn đường. Rồi đặc biệt là không ăn mỡ động vật. Đó. Rồi còn một cái nữa rất quan trọng nữa là tinh bột á, giảm dần. Rồi cuối cùng đến cái lúc đi thi là còn nhiêu ký? À, thì mất kể nghe, khi mà mất qua transit ở Bắc Kinh á, cái ông Hoàng Quang ông nhìn passport, xong ông nhìn cái mặt mình, ông nhìn tới lui, không giống. Trước khi khi thi á, thì mặt tròn trịa, lúc mà thi là mặt còn xương không mà, ra vào cái mắt luôn. Cuối cùng á là đưa cho thủ trưởng của hải quan đó, ông mời vô phòng, cái máy bay sắp bay rồi. Ông nhìn tới lui. Nó không giống. Và cuối cùng á, ông chịu hết nổi, ông thấy gần bay rồi, ông đóng mọc, ông cho đi. Trời ơi, mừng quá, tưởng là bị nhốt rồi. Nói chung á, là để được đạt cái huy chương vàng thế giới đó cũng phải là một sự nỗ lực và sự hy sinh đấy. Xong cái bay qua tới Mông Cổ rồi. Cái lúc đó là bên Mông Cổ âm có 3 độ C thôi. Đồ mà chống rét á, nằm ở hành lý á, mà hành lý gửi ký gửi á nó chưa tới. Trời ơi, bị kẹt ở Bắc Kinh rồi, một ngày sau mới tới. Lúc đó mới cái khổ của mắt á là đi từ đó về khách sạn á, lúc mà mắt từ khách sạn mà bước ra cái shop mà bán áo phao mà để chống lạnh á, lúc đó mới kinh khủng. Đi bộ cả gần một cây số mới tới cái shop đó. À, đi cái rung quá, chạy vô nhà ta đứng cho đỡ rung, cái chạy qua bên kia, cái chạy giống như là chạy zig zag vậy, đứng cứ chạy qua chạy lại chạy vô đứng cho chừng nào tới cái chỗ shop bán quần áo chống rét á, rồi mua được cái áo mới chơi, lúc đó mới tỉnh dậy thôi. Trong 3 ngày để chuẩn bị mà cân á, lúc đó quý vị thấy rất là kinh khủng, tại trọng lượng lúc nào cũng là mình chuẩn bị dư 1kg hoặc là 2kg trước khi cân. Và ngày mai thì mắt sẽ cân. Cho nên đêm đó thì thứ nhất là mắt không uống nước nè, và không ăn nè, dịnh tới sáng tới trưa hôm sau bước lên cân cho đủ 55kg. Cái khổ của việc mà không uống nước nó kinh khủng lắm. Mà nước thì nhắm môi thôi. Cái đó là cảm giác nguyên đêm nó rất kinh khủng. Nhưng mà vẫn sáng hôm sau vẫn mắc 1kg. Rồi. À, cảm ơn Phạm Mắt đã kể về câu chuyện tình của bạn, cũng như là cái sự nỗ lực để đạt được những cái huy chương vàng thế giới, huy chương vàng châu Á. À, ngoài cái tài nãy giờ mà mọi người biết là lực sĩ rồi, mà các tường nói là lực sĩ hát nữa. Lực sĩ hát. Thôi bây giờ hát phải bài hát đi. Chứ. Hát bài, tôi nghĩ rằng hát bài tặng một cái người mà ngày xưa ấy đó, coi như trả nợ tình xa đó. Có bài nào? À đúng rồi, có bài liên quan trả nợ tình xa. Của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Hát bài đó được không? À, ok, Mắt sẽ hát tặng quý vị cũng như là các bạn ở đây một bài hát một bài hát lâu rồi, bài hát trả nợ tình xa. Trả nợ tình xa, lực sĩ Phạm Văn Mách. Hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà
vì đời tiến xa, tóc rối bạc màu vì nợ yêu nhau, nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Nầy gió gió bay về trời, nầy hoa sẽ rơi về cội, còn ta điều nào cho ta. Em ơi không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mong hoài. Em ơi không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ mong mãi. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Rơi về cội, còn ta đường nào cho ta? Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Nầy gió gió bay về trời, nầy hoa sẽ rơi về cội, còn ta điều nào cho ta. Em ơi không thể nuôi bao nhiêu yêu thương đầy nhớ mơ. Trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Nầy gió gió bay về trời, nầy hoa sẽ rơi về cội, còn ta điều nào cho ta. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Cảm ơn vũ đoàn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn vũ đoàn. Sung quá, sôi động quá, lực sĩ nhảy đẹp, hát hay nữa ha. Cảm ơn Phạm Mách rất là nhiều, chúc bạn sức khỏe và thành công hơn nữa, nhận nhiều huy chương vàng hơn nữa để có thể đem niềm tự hào đó cho người Việt Nam chúng ta. Một lần nữa xin mắc cảm ơn. Nói trong tình yêu bao giờ người ta cũng rung động cả, khi nhắc về mối tình đầu bao giờ nó cũng chạm đến trái tim người ta cả. Lúc đó tự nhiên cảm xúc nó dâng trào, đâu ủa, biết được. Hàng Vi, mình sẽ trao kỷ niệm chương cho ai đây? Mời trưởng ban bình chọn. Bốn câu chuyện rất là vui, hôm nay rất dễ thương, là thương ha, chị ha. Rất là thương, nhưng mà cái câu chuyện mà chúng tôi thấy là vượt qua sóng gió, người ta gặp một cái tình yêu đó không phân biệt tuổi tác. Và ngay cả cái người mà đến với tình yêu đó, người ta cũng cảm thấy là người ta sống, người ta cần nhau, người ta hỗ trợ nhau rất nhiều. Và người ta sẽ cùng nắm tay nhau để đi đến quãng đường sau này. Chúng tôi sẽ bình chọn cho cặp Lê Huỳnh và Bảo Ngọc. Xin mời Lê Huỳnh và Bảo Ngọc. Cái này tôi xin phép anh Huỳnh là tôi tặng cho, tôi đưa cho Bảo Ngọc như hai người xài chung ha. Một tình yêu rất đẹp. Của chồng công vợ. Đúng rồi. Một tình yêu rất đẹp Bảo Ngọc. Hy vọng rằng với kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta sẽ nhớ mãi, giữ mãi những cái lời mình đã nói nãy nhanh Lê Huỳnh nha. Suốt đời. Rồi, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Hát Câu Chuyện Tình. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt.
và hẹn gặp lại vào lúc 20:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.